Nhân
tụng kinh Vô Lượng Thọ. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát Bồ Đề tâm, mà khi mãn bao thân này sanh qua cõi từng là ai. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kim khó tìm câu. Nay con nghe thấy thiện trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phẩm Bồ Tát. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát. Này Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát. Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm thân tình bình đẳng. Phàm hồi tâm chúng tôi nghe như vậy một thơ non. Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng với đại thân chúng tỳ kheo một vạn hai ngàn vị đã chứng thần thông con giả kiều đẳng nhân. Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mụng Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả Nan, vân vân là những bậc thượng thú, lại có các ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Vân Thù Sơ Lợi Bồ Tát, Di Lăng Bồ Tát và tất cả Bồ Tát trong hiền kiếp đến tập hồi. Phẩm thứ hai Đấng Quân Phổ Hiền, lại có 16 vị Bồ Tát tại gia: Hiền Hộ Bồ Tát, Thiện Tư Duy Bồ Tát, Huệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịnh Căn Bồ Tát, Tinh Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Hương Tương Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Tu Bồ Tát, Chế Anh Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát là bậc thượng thủ. Các vị Bồ Tát này đều tuân theo hành nguyện của Phổ Hiền Đại Sĩ, thật hành vô lượng hành nguyện, quyền hành phương tiện đi khắp mười phương, làm các công đức vào pháp tạng của chư Phật rộng ráo, giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế đồng chứng Phật quang. Rời cung trời đó xuân giáng sinh, vào cung vua bỏ ngôi vị, mà xuân gia khổ hạnh hồng đạo thì hiện thuận theo thế gian. Phạm đen xuân đình Huệ Hàng Phục Ma Oan, đắc pháp vi diệu
thành bằng tối chánh gia người trời quy ngưỡng chuyển bánh xe pháp đem pháp mầm vàng ngộ thế gian phá thành phiền não lắm lắm mau tham dục gốc sạch câu huệ hiến bày đức thanh tịnh điều phục chúng sanh thuyết thuyết diệu ly tích công lụy đức gây tạo phương điện đem pháp dược cứu liễu ca khổ ba cõi làm phép quang đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tăng nên làm a xà lê biểu thị vô biên công hạnh thành hạ thục vô biên cho hàng Bồ Tát vô lượng chư Phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi Phật đều có thể thì hiện như vậy như nhà ảo thuần biến ra ca thành tướng nhưng ca hình ấy không có thật tướng bằng Bồ Tát này cũng lại như vậy đã không đã tướng của chúng sanh cũng dường chư Phật dắt dẫn quần sanh hoa hiền các thân máu như ánh chớp phá tan lưới chấp toan vây làng buồn qua khỏi qua vị thanh văn bích chi chứng nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện khéo lập phương tiện hiến thị ba thường đối với hàng trung hạ căn thì hiện có duyên độ chứng đắc vô sanh vô diệt vào sau thiền định được vô lượng trăm ngàn pháp tống trì ngộ nhập hoa nghiêm tam muội chứng trăm ngàn tống trì tam muội vẫn trụ sâu trong thiền định thấy rõ vô lượng vào khoảnh khắc đi khắp cõi phần được biển tài của phần vào hạnh nguyện vô hiện thông đà tiên nói ca chúng sanh cai thì đặc tướng vũ trụ vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh rồi vời tính vân giữ pháp tạng niệm màu Như Lai hồ đề giống Phật kiến không dựng phát rộng lòng thương xót hữu tình nói lời từ ái trao phàm nhãn đông đường an mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở cứu giúp phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giang ngộ quyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bằng vô lượng vô biên đại Bồ Tát như vậy đồng đến pháp hội lại có 500 vị tỳ kheo 7000 vị ưu bà tắc 500 vị ưu bà di và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội phẩm thứ ba đại giáo viên khởi bây giờ đứng thế tôn hiện 100000 sanh tướng oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ và pháp tôn giả liền tự suy nghĩ ngày nay đứng thế tôn hiền sanh tướng nghiêm tịnh rạng rỡ uy nguy cõi nước trang nghiêm từ trước đến nay ta chưa từng thấy thật là hy hữu liền từ chỗ ngồi đứng dậy trình áo vải hương quỳ gối chắn tay bằng đứng phân rằng bạch đứng thế tôn hôm nay thế tôn vào đại tịch
định an trụ trong pháp đặc biệt, an trụ trong pháp hành tối thân của chư Phật. Qua hiện về lai Phật, Phật nhớ nhau Thế Tôn, vì nhớ chư Phật quá khứ chư Phật, vì lai này nhớ chư Phật hiện tại phương khác. Vì sao lại có hoài thần hiển diệu thù đạt như vậy? Cuối xin đến Thế Tôn chỉ dạy. Bây giờ đến Phật bảo Tôn giả lời thưa hỏi của ông: hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần, nhiều kiếp bố thí cũng dường căn bậc ngã la hán bích minh chi Phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xuân đồng. Trong một thiên hạ vì sao vậy? Chư thiên nhân loại và vô tận thương xót ba cõi nên xuân hiền ở đời, tuyên dương giáo pháp là muôn cứu bậc quần sanh, đem lợi ích chân thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm. Hiếm khi xuân hiền lời hỏi hôm nay của ông, lời ích rằng lớn gia của Như Lai rất có suy lượng, không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kim thân và các cánh không có sanh diệt. Vì sao vậy? Định huệ của Như Lai thông đã vô cùng tối thân tự tại với tất cả pháp. Ma theo nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa này. A nan, ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa, có đức Phật xuất thế hiểu là thế gian tự tại vương Như Lai ứng cùng đàn canh giác minh hành tung thiên thể. Thế gian giải vô thường sẽ đều ngự trường vũ thiên nhân sư Phật Thế Tôn đứng phần đo trụ thế hóa độ 42 kim. Vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp, bây giờ có vị vô thường chân chánh bèn trao nói vua theo Phật xuất gia làm Sa Môn, hiệu là Phạm Tạng Tu Hành Bồ Tát, đứng hạnh cao siêu trí huệ giống mạnh thâm tịnh ly giải đệ nhất lại có hạnh nguyện thù thắng định huệ tâm thường kiến cố đồng tu hành tinh tấn đến trước đinh phần đành lệ quỳ gối chắp tay tán thán Phật đại thề nguyện nói kể rằng thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm thế gian không ai sanh kịp được sáng ngời vô lượng khắp mười phương nhật nguyện hóa châu lu mờ cả thế tôn diễn một ánh thanh tùy loại hữu tình thấy thông yêu lại hay hiền sáng tha
với định tinh tấn. Thông đà rộng sâu phán nhiên màu trí huệ rộng lớn như biển cả nội á tâm thanh tịnh dân trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tham sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vòng hoàng đất tam muội như vô lượng phần đời quá khứ làm đại đạo sư khắp quần sanh hay cứu tất cả sự khổ não sanh và bệnh chết của chúng sanh thường tu vô thì giới nhân nhược tinh tấn định huệ sáu ba la hữu tình chưa độ kiến đưa độ kẻ đã độ rồi kiến thành phật giả sư cúng dường hằng sa thanh không bằng kiến dòng cầu chánh giác nguyên an trụ vào tam ma địa hằng phóng nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thụ thân trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi mà về cõi con hưởng an la thường vẫn từ tâm cư hữu tịnh độ vô tận vô biên chúng sanh khổ con nguyện quyết định kiên cố tu xin vào thánh trí chứng biết cho dù cho thân nát trong càng khổ nguyện tâm như vậy thề không mà thôi phần thứ năm chí tâm tịnh tăng pháp tạng tỳ kheo nói bài kệ này rồi liền bạch đức phật rằng bạch đức thế tôn con này tu hành bồ tát đã mà vô thường chánh giác giữ nguyện làm phật tấn được như phật nguyện đứng phật vì con rộng giảng kinh pháp con xin phụng trì như pháp tu hành dứt sạch gốc khổ sanh tự mau chứng vô thường chánh đẳng chánh giác nguyện khi con thành phật trí huệ sáng suốt hào quang sáng chói tiếng tâm đủ độ lan khắp mười phương trời người cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước con đều thành bồ tát nguyện con lập đây tất cả đều hơn cả cõi phật cầu đạo tinh tấn công dương quyết sẽ được kinh quá vậy thì nguyện gì mà chẳng thành người tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được coi phần trang nghiêm viện tu hành như thế người nên tự biết với việc thân tịnh coi phần người nên tự nhiếp pháp tạng rằng bạch đứng thế tôn điều ấy qua sâu rộng không phải cảnh giới của con hiểu được cuối xin đức như lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng uy diệu cõi nữa của chư phật khi con được nghe các pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thế đường viên mang đừng vào thế gian từ tài vương biết rõ chi nguyện sâu rộng của pháp tàng liền nói công đức nghiêm tình rộng lớn viên mang cõi nữa của 210 ức đức
Phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn. Trải qua ngàn ứng năm bây giờ pháp tạng thì khéo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ liền pháp nguyện vô thường thù thắng nơi cả cõi sâu đẹp hiện ra của trời người suy rường rộn rao. Chuyên tâm chọn lựa cán thanh đại nguyện tính cần cầu tiếng kinh cần kiếp ở nơi 21 vô số cõi Phật không đức trang nghiêm. Rõ ràng thông số thanh một nước Phật khi đã tu tâm rồi lại đến cho cõi Như Lai thế từ tại vương cuối đầu lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bạch đức Phật rằng: Bạn đứng Thế Tôn, con đã thành từ viên mãn hành nguyện trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Đứng Phật nói lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng. Cùng đề đại chúng nghe rồi được nhiều lời Phạm thứ sáu phán đại thế nguyện pháp tạng bạch rằng: Bạch đứng Thế Tôn, cuối sinh đứng Thế Tôn thường xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng Bồ Đề thành đàn chánh gia rồi coi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh càng loài nếu có chúng sanh trong ba đường an cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tấn thành a nậu đa la tam miêu tam bồ đề không đoa lại ba đường ác nương. Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyện thề không thành vô thượng chánh giác. Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con. Thân tướng sắc vàng rồng đủ 32 tướng tô đồ tướng đại trưởng trần tân ca đồng một dung nhan. Nếu có to sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, ca chúng sanh sanh về cõi con biết rõ vô lượng kiếp trước thấy rõ những việc thiện ác đã làm, nghe rõ sự việc khắp mười phương. Cả ba đời cứ lai hiện tại, nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông. Biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ứng cõi Phật, nếu không như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc, nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm
phân biệt ca căn tịnh tịnh. Nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niên bàn thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật có quang minh vô lượng chiêu khắp mười phương chư Phật khắp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật sống lâu vô lượng vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới. Thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tính đêm nếu biết được số lượng ấy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới đều không khen ngợi tên con nói công đức quốc độ của con thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con hết lòng tin tưởng. Nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niềm. Nếu không được vãng sanh thề không thành chánh giác. Ngoài trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch vì ban chánh pháp. Khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con phát tâm Bồ Đề tu các công hạnh hạnh sáu ba la mật kiên cố không lùi lại. Đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chung con cùng thánh chung Bồ Tát liền đến thiên đón khoảnh khắc sanh về cõi con được bất thôi chuyện. Nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con nhớ nghĩ nước con phá tâm Bồ Đề kiên cố không thôi lui trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc. Đều được gọi ý nếu có ác nghiệp đời trước nghe danh hiệu con hết lòng sám hối làm ca điều lành lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con màng chung không lạc vào ba đường an. Liền sanh về nước con nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm Bồ Đề chán ghét nữ thân mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Ca gọi chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng đem tâm thanh tịnh tu
thầm chánh giác. Khi con thành Phật nữa, con không có tên ba đường ác chúng sanh. Sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiễm não tâm được mất men. Hương thọ an lạc như tỳ kheo lầu tận, nếu con khơi đưa niềm tham đắm thân sao thề không thành chánh gia. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con đường vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại. Thân mình đều có hào quang chiếu sang, thân tựu hết thay trí huệ biện tài không cùng tận. Rồng nói ca pháp biểu giảng kinh thuyết pháp tiếng như chuông vàng, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con quyết chẳng đến bậc nhất sanh Bồ Sư, trừ khi phá nguyên rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình. Khuyến pha tiên tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện vô hiền thúy sanh vào thế giới khác hành lìa túc tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con, nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật vàng vào trong cõi nước con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói, hình sáng thù tăng vì diệu không thể tả xiết. Dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sáng hình tương lòng lấy và số lượng chúng sanh ở đó vẫn vẫn. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô lượng cây cành trong cõi nước con, cao trăm ngàn gió tuần cây làm đào tràng cao bốn trăm vạn dặm, các bậc Bồ Tát trung phẩm cùng có thể biến rõ. Nếu muốn thấy các cõi thân tình trang nghiêm của chư Phật thì ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật cõi nước rộng rãi nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bóng ca từ nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hỷ hữu, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tôn dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lò cá cao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông khắp mười phương thế giới. Chúng sanh ngửi được đều tu Phật hành, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành và các bậc Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghĩa
Phật tuy ở trong đình, thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mong định ý. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật căn bằng Bồ Tát ở thế giới khác nghĩa dành con rồi chứng ly sanh pháp được các môn Đà La Ni tánh tình hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhận nơi Phật pháp mà không chứng được bẩm thôi chuyển thể không thành chánh giác. Phần thứ bảy khuya thành chánh giác này à, bài tụng con làm nguyện hơn đời tất đến đạo vô thượng nguyện này nếu không toại thề không thành chánh giác lại làm đại trí chủ cứu các kẻ cùng khổ kiến các quần sanh kia đêm dài không ưu não phá sanh các căn lành thành tứ quá bồ đề. Con nêu thành chánh giác lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này sanh về cõi đưa con thân kim sắc như Phật thương tốt thấy viên mang cũng đêm tâm đại bi lời ích ca quan sanh ly dùng sau thiền định tình huệ thu phan mạnh nguyện khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại cứu khỏi các nạn dính sanh khổ tam độ diệt hết phiền não an khai sáng mắt trí huệ chứng được thân quang minh đóng hết ba đường ác mở rộng các cửa lành vì chúng khai tàng pháp rộng thì bao công đức tri vô ngại như Phật làm ca thanh tự mẫn đạo sư ca trời người anh hùng khắp ba cõi thuyết pháp sư từ hồng rộng độ các hữu tình viên mạng lời phát nguyện tất cả đều thành Phật nguyện này nếu thành tựu đại thiên tại chân đồng ca thiên thần trên không mưa xuống trân diệu hoa này a nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi mặt đất chân đồng sáu cách hoa trời rơi khắp mâm nhà tự trói không trung vang lời khen quyết chất thành vô thượng chánh giác. Phần thứ tám tích công lụy đức này a nan phan tạng tỳ kheo ở trước Như Lai thề từ tại vương và giữa đại chúng trời người pháp hoan thệ nguyện này rồi an trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quang rộng lớn siêu việt thắng diệu kiếm lập vinh viễn tuyệt không hư hoài không miên đời trong vô lượng kiếp vuông trồng đứng hằng không khởi tương dục ba đồng chẳng đắm sao trần chỉ chuyện nhớ nghĩ chư phật thuở quá khứ đã thu căn lành hành hành tình tình xa lìa luôn nhối trường đề môn làm ca công đức không nề ca khổ ít muôn biểu đủ chuyên cầu pháp thanh tình đem mân huệ lợi ích quần sanh chi nguyện không mọi thứ
kính lệ cũng kính tam bảo phụng sự sự trương. Không giả dối nên nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mật quan pháp như huyện tam muội thường tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài nghi giữ gìn ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm nếu có quân thanh sớm làm quyến thuộc răn bảo không sanh tham trước hằng hành bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí huệ sáu ba la mật giao hòa chúng sanh an trụ đạo vô thường chánh giác do thành thục các căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng kho báu hoặc làm trương giá cư sĩ hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng dường chư Phật chưa từng gián đoạn nhưng công đơn như vậy chẳng thể kể hết miệng thường tỏa hương thơm như hương chiên đàn hương thơm hoa sen hương thơm ấy xong khắp vô lượng thế giới phàm sanh ra chỗ nào sanh thương cũng đoan im đủ cho bao vô tầng tầng cá đồ cần dùng đẹp để tối thường để lời lạc hữu tình do nhân duyên ấy kiếm vô lượng chúng sanh pha tâm ma nào đa la tam miếu tam bồ đề phần thứ chín thanh tư viên mạng này lời diễn ta hết chỗ phát thề thành tự viên mãn như thần an trụ cụ thúc trang nghiêm ngoài đức rộng lớn thân tình cõi phật được tôn giá nàng nghe đức phật nói lời thấy rồi cũng kính thưa rằng bằng đứng thế tôn phàm tam bồ tát chứng mô đề là đã thành phật và nhập diệt rồi hay chưa thành phật hay đã thành phật hiện ở thế giới cảnh đức thế tôn nói đức phật như nay kia đến không chỗ đến đi không chỗ đi không sanh không diệt không có hiền vị lai chỉ có một nguyện đồ sanh hiền ở phương tây cách diêm phù đề này mười vạn ư cõi phần thế giới đó gọi là cực lạc phàm tạng thành phần hiểu là kính vậy quan phẩm thứ mười điều nguyện làm phần lúng đức phần nói a di đà phật khi làm bồ tát viên mãn hành nguyện rồi a xa vương tử cùng với 500 trường giả biết được đều rất vui mừng mỗi mỗi cầm một bó tôi thật
căn phần đều như Đức Phật A Di Đà. Đừng vào biết tâm nguyện của họ bảo các tỳ kheo rằng các vương tử này sau sẽ thành phần đời trước khi con tu hành Bồ Tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường. Bốn trăm ưng đức Phật thời Phật Ca Diếp họ là đệ tử ta, nay lại đến cúng dường ta ca tỳ kheo nghe đức Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm mười một cõi nước im tinh này a nan, cõi cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ không có nhân từ khổ nạn thu mà nào cũng không có bốn mùa nóng lạnh sang tôi không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai công đã sỏi núi thiết phi núi tu di đất đa núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất rộng rãi bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thánh tịnh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giá nan nghe rồi thưa Phật bạch đức Thế Tôn nêu cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và đáo lời thiên nương tựa vào đâu này a nan trời giả ma trời đâu xuất cho đến chư thiên cõi sắc và vô sắc nương vào đâu tôn giả a nan thưa bạch đức Thế Tôn do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn được đức Phật hỏi cùng bất khả tư nghị căn lành của chúng sanh bất khả tư nghị thánh lực chư Phật thế giới chư Phật cũng bất khả tư nghị đặng được chúng sanh công đức thiện lực tru hành nghiệm địa và thần lực chư Phật cũng đều như vậy cả. Tôn giả A Nan thưa bạch đức Thế Tôn nghiệp nhân và quả báo không thể nghi bàn được đối với pháp này thờ con không hoài nghi nhưng vì muốn phá trừ sự nghi ngờ của chúng sanh đời sau nên thưa hỏi lời này. Phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này và quan minh của Phật A Di Đà tối tôn để nhất quang minh của chư Phật khác không sánh kịp. Quang minh này chiếu khắp hàng xa coi Phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phù cũng lại như vậy hào quang trên đánh chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn vạn ứng do tuần hào quang cán đứng và khác hoàng chiếu đến một hai coi Phật hoặc trăm ngàn coi Phật chỉ có hào quang đức Phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi Phật hào quang chư Phật chiếu ra có xa có gần vì bốn nguyện công đức đời chưa cầu đạo có lớn nhỏ không đồng nên khi thành Phật tự có hạng lương quang minh đức Phật A Di Đà sáng chói gấm bồi trăm
Phật vô lượng thọ cũng yêu là Phật vô lượng quang Phật vô biên quang Phật vô ngại quang Phật vô đẳng quang Phật trí huệ quang Phật thường chiếu quang Phật thanh tịnh quang Phật hoan hỷ quang Phật giải thoát quang Phật an ổn quang Phật siêu nhật nguyện quang Phật bất tư nghị quang quang minh ấy chiếu khắp mười phương thế giới chúng sanh nào gặp được quang minh này thì thôi tiêu diệt điều lành phá sanh thân ấy hòa diệu đều ở tam đồ chiều vô cùng cực thấy được quang minh này liền được dừng khổ mãn chúng được giải thoát chúng sanh nào nghe được ngoài thần không mà đức quang minh này ngày đêm khen nói chi tâm không nghĩ tùy theo ý nguyện được sanh về cực lạc phẩm mười ba thọ mang đại chúng vô thượng này á nan đức phật vô lượng thọ mạng sống trường cửu không thể tính được lại có vô số chúng thanh văn thần trí thông đạt năng lực tự tại có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay trong hàng đệ tử ta đại một kiện liên có thần thông bậc nhân trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sanh của tăng ca tinh cầu trong đại thiên thế giới và xứ chúng sanh trong mười phương tăng ca đều chứng qua duyên giác mỗi mỗi duyên giác thọ vàng ức năm có thần thông như một kiện liên đem hết trí lực suốt đời cũng không tính đến được ngàn vàng phần cũng không bằng một số phần tăng văn trong phật hội kia vì như biển lớn sâu rộng vô biên nếu lấy một sợi tóc trẻ làm trăm phần tán ra thành bụi rồi lấy một hộp bụi ấy thấm một giọt nước biển nước nơi bụi tóc ấy so với biển cả chẳng lấy gì nhiều này á nan các vị một kiện liên tay còn biết được số lượng còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được thọ mạng của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát thành văn thiên nhân ở cõi ấy cũng như vậy không thể lấy toán số thì dù mà biết được phẩm mười bốn cây bao khắp nước cõi nước cực là có nhiều cây bao có cây thuần bằng vàng hoàng thuần bạc mỹ ngọc mà não hoặc do một thưa máu mà thành hoàng do hai ba cho đến bảy báo xen nhau hiềm thành gông thân cành do báo này thành hoa lá quả do báo khác thành có cây gốc bằng vàng thân bằng bạc lưu ly làm cành thủy tinh làm ngon hô phất làm la mỹ ngọc làm hoa mà não làm quả lại có cán cây do bảy báo xen lẫn nhau làm gốc thân cành lá hoa quả mỗi báo có hàng hàng khác nhau hàng hàng thẳng nhau thân thân xây nhau cành lá hướng nhau hoa quả xứng nhau màu sắc rừng rỡ tươi đẹp không thể tả xiết khi gió lay động phát ra âm thanh vi diệu các hàng cây bóng.
phẩm mười lăm bồ đề đạo tràng, cây bồ đề nơi đạo tràng cao 40 vạn dặm, chu vi rộng 5000 do tuần cành la bốn phía, 20 vạn dặm do các báo tự nhiên hiện thành hoa quả sum sê chói sáng cùng khắp. Lại có ca ngọc ma ni hồng lục xanh trắng và các bao quý nhất kênh thành chuỗi trang hoàng, các cột báo vàng ngọc chuông cánh treo khắp nơi, lưỡi vọng trăm diệu trăm ngàn vàng sắc văn, mắt trên không vô lượng tia sáng vàng chiếu lẫn nhau răng vi diệu tân ca trang nghiêm tùy hiện nên, gió nhẹ thôi đến lay đồng cành la phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp vang khắp các cõi Phật, âm thanh du dương hòa nhã tối thắng bậc nhất hơn các âm thanh ở mười phương thế giới. Nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề, nghe tiếng người mùi nếm trái chạm được ánh sáng, nghĩ đến công đức của cây thì sao căng thân tình không có náo loạn, trụ vào bấm thôi chuyển cho đến khi thành Phật. Nếu thấy được cây ấy thì được ba nhẫn, một là là vô sanh pháp nhẫn này, à nan hoa quả cây cối và các chúng sanh cõi Phật ấy làm các Phật sự như vậy, là do sân ngoài thần ban nguyện đầy đủ kiên cố cứu cánh của Phật vô lượng thọ vậy. Phẩm mười sáu nhà cửa lầu các gian đường tỉnh xá lộ quán lang can, nơi coi Phật vô lượng thọ cũng do bay báo tự nhiên hóa thành, lại có bạch châu ma ni nghiền sức sáng chói không bị được cung điện của Bồ Tát, cũng lại như vậy. Nơi đó có chỗ giảng kinh tùng kinh thọ kinh nghe kinh đi kinh hành, trên đấng tự đạo và tòa thiền trên không trung cùng có chỗ giảng tùng thọ thánh kinh hành, những vị tự đạo và tòa thiền là bậc đã chứng tu đà hoàng. Tự đà hàm a na hàm hoặc a la hán, vị chưa chứng a duy việt trí thì chứng a duy việt trí, ca về ấy từ niệm đạo thuyết đạo hành đạo đầy đủ pháp hệ. Phẩm mười bảy suối ao còn đứng hai bên gian đường, có ao suối chảy quanh ngang dọc sâu cạn bằng nhau, hoặc mười hai mươi hoặc trăm ngàn do tuần phẳng lặng thơm sạch nước đủ tám công đức. Trên bờ có vô số cây chiên đàn cày trái các tường hoa quả thơm tho, chiếu sáng rừng rỡ lá dày che khắp trên ao, tỏ ra các mùi thơm hương thơm thoáng trong gió theo nước bay xa thế gian không vi đường. Cán ao bằng bày bao đáy vàng cán vàng cán hoa sen ư bác la băng đàm ma câu vân đầu phấn đà lợi nhiều màu rừng rỡ khắp trên mặt nước, chúng sanh muốn tâm nếu muốn nước đến chân đến gối đến lưng đến cổ hoàng muốn rươi thăm thân muốn lạnh muốn ấm chạy mạnh hay từ từ
pha giảng tăng phá mê khai ngộ sạch sẽ yên tình các bao dưới đầy phạm chiếu khắp nơi sống gần lăng tăng phá ca bồ lượng âm thanh vi diệu đạo tiếng tam bảo tiếng ba la mật tiếng chỉ tức tịch tình tiếng vô sanh vô diệt tiếng tâm lực vô ý tiếng vô tánh vô ta vô ngã tiếng đại từ bi hỷ xa tiếng cam lộ quang đánh cho về khi nghe các âm thanh như vậy tâm liền thanh tịnh không còn phân biệt chánh trực bình đẳng thành tốt căn lành y muốn nghe pháp nào chỉ có pháp độ phát ra. Nếu không muốn nghe nữa liền im lặng vĩnh viễn không thôi tâm Bồ Đề. Những người trong mười phương thế giới được vãng sanh đều hóa sanh từ trong hoa sen ở ao thân bảo được thân pháp tánh thể chất bất sanh bất diệt. Không còn nghe tên khổ nào khổ nạn của tam đồ giả dù còn không có muốn là có khổ chỉ có tiếng vui thinh tự nhiên do vậy nước đó gọi là cưng làng. Phẩm mười tám hiếm có siêu vượt thế gian dung sẵn chúng sanh ở nửa cưng làng lòng lấy hơn hẳn thế gian đồng một hình thế không có tương sai biệt khi vì thuận theo lệ lối các phương khác nên có tên thiên nhân này a nan ví như ở thế gian kẻ nghèo khổ ăn xin đứng bên để vương diện mạo hình trạng há có thể sanh bằng không để thì thô bị xấu xí như kẻ ăn xin chuyện luân thánh vương ngoại tướng bậc nhân nếu so với vua cung trời đau lời lại càng xấu tệ trời thế thích so với cõi trời thưa xấu thua xa trăm ngàn lần cõi trời thứ xấu tuy dung màu xinh đẹp ngàn vạn lần làm sao sanh bằng dung sắc của Bồ Tát Thanh Văn ở cõi cực lạc được đến như cung điện y phục ấm thật như là những vật ở cung trời tha hoa từ tay còn như hoài đứng phẩm vị thần thông biên hoa của họ thì gấp trăm ngàn vạn lần hơn tất cả cõi nhân thiên không thể tính nổi được a nan nên biết coi nương cực là của Phật Vô Lượng Thọ có công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn như thế phẩm mười chín thọ dung đầy đủ lại nửa chúng sanh ở thế giới cưng là hoàng đã sanh hoàng đang sanh hoàng sẽ sanh đều có sắc thân xinh đẹp như vậy dung tướng màu đoan nghiêm phương đường vô lượng trí huệ sáng suốt thần thông tự tại thọ dụng phong túc cung điện phục sức hương hoa phàm cái tất cả đều trang nghiêm các sự cần dùng đều theo ý muốn khi muốn ăn chèn bát bằng bảy báu tự nhiên hiện ra trăm thứ thức ăn tự nhiên sung mãn tuy có đồ ăn nhưng không phải ăn chỉ thấy sắc người hương ăn bằng ý tưởng sắc lực tăng trưởng không có đại tiểu tiện thân tâm nhẹ nhàng không tham luyến hương
vị. Dùng rồi liền biến mất đến giờ, lại hiện ra lại có nhiều y phục bao đêm dài, mũ áo bằng anh lạnh trăm ngàn màu sắc sang chói vô lượng. Tất cả tự nhiên mặc vào thân nhà cửa xứng với hình sắc. Lưỡi bảo dặn trên không linh bảo treo tâm đẹp đẽ là lùng bóng loáng sang người hình sức tráng lệ lầu cán lan can mái hiên điện đường rộng hè vuông tròn hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc giữa không trung ẩn trên đất bằng thanh tình yên ổn vi diệu an vui tì đầy đủ. Phẩm 20 gió đứng mưa hoa cõi nước đứng Phật đó đến giờ ăn gió thoảng nhẹ tự nhiên làm lay động lưới văn và cán cây bao phát ra âm thanh vì diệu diễn nói pháp khổ không vô thường vô ngã. Cán ba lại thôi mây hàng cây bao thổi hoa tụ lại từng loại màu sắc trải khắp mặt đất thứ lớn theo sắc không có tạm loạn em dịu sáng sạch như đấu la miên chân đi lên lung sau bổn long tài khi giờ chân lên lại bằng phẳng như cũ qua đất xanh sẽ lại mưa hoa mới tùy theo thời tiết rơi cùng khắp như trước không khác như vậy sau lần mỗi ngày đêm phẩm 21 sen bao và quang lại có nhiều hoa sen báo cùng khắp cả nước mỗi mồi hoa báo có trăm ngàn ức cánh ánh sáng mỗi hoa có nhiều màu sắc hoa xanh thì ánh sáng xanh hoa trắng ánh sáng trắng vàng đỏ tiêu huyền màu sắc ánh sáng cũng lại như vậy lại có vô lượng nhiều bảo trăm ngàn mani lấp lánh kỳ lạ sáng chiếu như nhân nguyệt hoa sen to lớn hoặc nửa do tuần hoàng một hai ba bốn cho đến trăm ngàn do tuần trong mỗi hoa sen phán ra ba mươi sáu trăm ngàn ức tia sáng trong mỗi ánh sáng có ba mươi sáu trăm ngàn đức phật sắc thân tự kim tướng có khổ đập mỗi mỗi đứng vang lại phóng ra trăm ngàn hào quang chiếu khắp mười phương nói pha vì diệu chữ phật ấy muốn đưa vô lượng chúng sanh đến phật đạo phẩm 22 quyết chứng cực quả lại này a nan coi nữa đứng phật đó có cảnh tối tâm đèn đuốc nhật nguyệt tinh tú ngày đêm cũng không có tên năm tháng kim số lại không có sự tham đắm nhà thương mọi nơi không có danh hiệu tiểu thân cũng không có nhà ở riêng biệt chỉ có sự hưởng thọ thanh tịnh an là tối thượng nếu có trai lành gái tín nào hoặc đã sanh hoặc sẽ sanh đều an trụ nơi chánh định quyết sẽ chứng được a nào đa la tam miệu tam bồ đề tại sao và
Phẩm 23 mười phương chư Phật tăng tháng lại nữa nan hằng hà xa số thế giới ở phương đông trong mọi thế giới có hằng xa đứng Phật xuất tương lưới rộng dài phóng vô lượng quang minh nói lời thành thật khen ngợi trong đinh vâng ca cơ nghi của đức Phật vô lượng to hằng xa thế giới chư Phật ở chính phương ca cũng đồng sinh tăng như thế tại sao vậy vì muốn chúng sanh ở các phương khác nghe danh hiệu đức Phật vô lượng to phán tâm tăng tình nhớ nghĩ thọ trì quy cúng dường cho đến phát một niềm tình tin nếu có căn lành nào chí tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi cực lạc hay tùy nguyện vãng sanh được vẫn thôi chuyện cho đến qua vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phẩm 24 ba bậc vãng sanh này a nan chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi ấy có ba hàng bậc thượng phẩm là những người xuất gia lìa tam dục nhưng làm sa môn phát tâm bồ đề chuyên tâm niệm Phật A Di Đà làm các công đức nguyện sanh về cõi đó những chúng sanh này khi bàn chung đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiện lên trước mặt liền theo đức Phật sanh về cõi đó tự nhiên hoa sanh trong hoa sen bảy bao trí huệ dòng mạnh thần thông từ tại này a nan nếu có chúng sanh muốn hiện đời thấy Phật A Di Đà phải phát tâm vô thượng bồ đề phải luôn nhớ nghĩ cõi nước cực lạc nhóm chưa được căn lành nào nên đem hồi hướng do thấy được Phật nên khi sanh về nương đó được Phật vẫn thôi chuyện cho đến quả vô thượng bồ đề hạng trung là những người tuy không làm sa môn nhưng làm nhiều công đức phát tâm vô thượng bồ đề chuyên tâm niệm Phật A Di Đà tuy đã làm nhiều công đức giữ gìn trai giới xây dựng tháp tường cung dường treo phàn đốt đèn dựng cung hoa hương tất cả đều phải hồi hướng nguyện sanh về cực là khi mạng chúng hóa thân đức Phật A Di Đà hiện đã đầy đủ tương tốt quang minh như chính đức Phật cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó nhịp thọ tim dân liền theo hóa Phật sanh về cõi cực lạc ở bằng vân thôi chuyển vô thượng bồ đề công đức trí huệ kế bậc thượng phẩm hàng hà phẩm là những người giả sử không hay làm các công đức mà đã phát tâm vô thượng bồ đề chuyên tâm niệm Phật A Di Đà vui mừng tin sau còn chút nghi ngờ lòng nguyện sanh về cõi cực lạc người này mãn chung mong thấy đức Phật cũng được vãng sanh công đức trí huệ kế bậc trung nếu có chúng sanh theo pháp đại thừa đem tâm thanh tịnh hướng về đức vô lượng thọ niệm đến mười niệm nguyện sanh về cực lạc nghe pháp rộng sâu hiểu rộng ra cho đến được muôn niệm thanh tịnh pháp một niệm nhớ nghĩa
người này mang chúng thấy Phật A-di-đà như trong chim bao nhất định sanh về nước Cực Lạc. Được bấm thôi chuyện vô thượng Bồ Đề lại này A Nan, nếu có trai lành gái tin nào nghe kinh này thọ trì đọc tụng biên chép cúng dường ngày đêm liên tục cầu sanh về cõi Cực Lạc phát tâm Bồ Đề. Dự cán giới cấm bền vững không phạm lợi ích hữu tình, làm được chút điều lành gì đều ban bố cho họ khiến được an vui hằng nhờ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà và cõi nước Cực Lạc ở phương Tây. Người ấy khi mang chúng có sẵn tượng trang nghiêm như Phật sanh về cõi bao mau được nghe pháp vĩnh viễn không thôi truyền. Phẩm 25 chánh nhân vãng sanh lại nữa A Nan, nếu có chúng sanh muốn sanh về nước kia tuy không siêng năng thiền định nhưng hết lòng trì kinh giữ giới chuyên làm điều lành nghĩa là không giết hại sanh vật, không tròn cấm không dâm dục, không nói dối, không theo về, không nói lời hung dữ, không nói đâm thọc, không tham lam, không giận hờn, không si mê ngày đêm nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc. Có nhiều công đức, nhiều sự trang nghiêm chí tâm quy đảnh lễ cúng dường người ấy khi mạng chúng không kinh sợ tâm không rối loạn liền được quan sanh về cõi Cực Lạc. Nếu người quá nhiều việc không thể xuất gia, không rảnh tu trai giới nhưng tâm thanh tịnh, lúc rảnh rồi yên tĩnh thân tâm tuyệt dục bỏ lo lắng từ tâm tinh tâm, không hờn giận ganh ghét, không tham tiếc keo kiệt, không ân hận hồ nghi hiếu thuận trung tín, tín sau lời Phật dạy tín làm lành đánh phước phụng trì ca pháp, như vậy không được thiếu mất suy nghĩ chính chắn, muốn được độ thoát ngày đêm luôn cầu nguyện đường vãng sanh về cõi thanh tịnh của Phật A Di Đà trong mười ngày mười đêm, cho đến một ngày một đêm không ngừng nghỉ, khi mạng chúng được vãng sanh về cõi nước kia tu đạo Bồ Tát, những người vãng sanh đều đường bất thôi chuyển. Thân sẵn đủ 32 tướng tốt sẽ được thành Phật, nếu muốn thành Phật ở một phương coi nào khác theo tâm ước nguyện, tùy sự chuyện cần sáng tối cầu đạo không ngừng nghỉ, sẽ được cánh qua không mong chi nguyện này A Nan. Do điều lời này nên vô lượng vô số bất khả tư Phật vô lượng thọ. Phẩm 26 lễ cúng nghi pháp lại nữa A Nan, chúng Bồ Tát ở mười phương thế giới muốn đảnh lễ Phật vô lượng thọ ở thế giới Cực Lạc, đem hương hoa tràn phàn bao cái đến chỗ Phật cúng kinh cúng dường, nghe giảng kinh pháp và xướng danh ca ngợi sự tuyên dương hoa đạo công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng đông phương ca cõi Phật số nhiều như
hằng xa. Hằng xa chúng Bồ Tát đến lễ vô lượng thọ Nam Tây Bắc bốn phương thường hà cũng như vậy. Thấy chi tâm tôn trọng dân cũng ca trân diệu qua ca những lời hòa nhã ca ngợi đấng tối thần. Cứu cánh thần thông huệ chứng nhằm sau pháp môn nghe được danh hiệu Phật an lành được lợi lớn trong cả sự cúng dường siêng tu không biên trẻ quan cõi thù thân kia vì diệu khó nghĩ bàn. Công đức răng trang nghiêm cõi phần khá có bằng nhân phán tâm vô thượng nguyện mau thành Bồ Đề bây giờ vô lượng thọ kim dung hiện mỉm cười hào quang từ miệng ra. Chiếu khắp mười phương cõi rồi xoay chiếu thân ngài ba vòng vào đánh phần Bồ Tát thấy quang này băng thôi chuyển tất cả chúng trong hội đều vui mừng hơn hở lời Phật như sấm vang. Tiếng vang âm vi diệu Bồ Tát mười phương đến Di Đà thâu rõ tâm chỉ cầu cõi nghiêm tên thọ ký sẽ thành Phật vi rõ tất cả pháp như mộng huyền tiếng vang tròn đầy các diệu. Quyết thành như cần là bia cõi như ảnh tượng phán tâm thề nguyện lớn rốn ráo hành Bồ Tát đầy đủ các công đức thành đạt đạo Bồ Đề thọ ký sẽ thành Phật thông đà ca pháp tăng. Thân thầy không vô ngã chuyên cầu tịnh cõi Phật quyết thành như cực là nghe pháp văn phùng hành đà đến chốn thanh tịnh tất được vô lượng tôn thọ ký thành chánh gia thù thắng vô biên cõi do nguyện lực Di Đà. Nghe danh cầu vãng sanh đến bằng vấn tôi chuyển lâm thề nguyện Bồ Tát nguyện cõi này không khá cấm độ hơn thầy chúng đều phán tâm Bồ Đề bỏ thân luân hồi rồi đều đường lên bờ giáp cùng sự bản ứng Phật giáo cấm căn cõi kinh vui mừng trở về cõi an dưỡng cưng là. Phẩm 27 ca tháng Phật đứng này A Nan Bồ Tát ở cõi cực lạc nhờ oai thần của Phật trong quán bữa ăn đi lại vô biên cõi Phật khắp mười phương để cúng dường những hoa hương tràn phan. Đồ cúng dường khởi tâm liền hiện đủ căn cứ trân bảo thù thắng trên tay thế gian không thể có để cúng dường chữ Phật và chúng Bồ Tát nếu muốn rải hoa liền trên không trùng các hoa hiệp lại thành một lòng hoa tròn lớn có trăm ngàn sẵn sàng mọi sẵn có hương thơm khác nhau tỏa ngát muôn phương đài hoa nhỏ đủ tuần cứ vậy lớn dần trầm khắp ba ngàn thế giới. Theo đó trướng sao thừa lớp ân hiền nếu không có ai cùng hoa mới thì hoa cũ không rơi xuống lơ lửng trên không vang tiếng nhà phi diệu tán thán Phật đức chốc lá trở về môn quốc tu hòm tái giảng đường. Thần bảo nghe Phật vô lượng thọ rộng vàng diệu pháp tâm ý thông trìa vui mừng đài ngộ lại có gió thơm thôi hàng cây báo phát âm thanh vị diệu vô lượng hương thơm theo gió bay khắp bốn phương theo ư ý nguyện của
không dứt. Chư tiên đem năm ba ngàn hoa hương vàng thứ ký nhà đến cũng dường phẩm, và chúng Bồ Tát thanh văn chư tiên trước sau qua lại hân hở vui mừng, là do sức hoài thần bốn nguyện của Phật vô lượng thọ. Và đã từng cung dường các đấng Như Lai có căn lành tương tụng, không giảm theo kheo tu tâm, kheo nhiếm thủ, kheo thành tựu vậy. Phẩm 28 đại sĩ thần quan này A Nan, chúng Bồ Tát tài coi Phật đó nghe thấy hết khắp cả không gian và thời gian, biến thế tâm ấy thiện ác lời nguyện cầu kia nào được thoát ly lục đạo, được cái ngộ được vạn sanh của chư thiên nhân loại, cho đến các loài bò bay xuân đồng, chúng thanh văn ở cõi Phật kia có thân sáng tam thước ánh sáng của Bồ Tát chiếu xa 100 do phần. Có hai vị Bồ Tát tôn quy bằng nhân ngoài tầng và ánh sáng chiếu khắp ba ngàn cả ngàn thế giới, tôn giả Nan thứ Phật bạch Đức Thế Tôn, hai vị Bồ Tát ấy danh hiệu gì? Phật nói một vị tên là Quán Thế Âm, vị thứ hai tên là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát này khi còn ở cõi ta bà tu hành, Bồ Tát được sanh về cõi cực là thường ở hai bên tả hữu Phật A Di Đà. Muốn đến mười phương vô lượng cõi Phật chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quán Thế Âm thì không có nạn gì mà không được cứu thoát. Phẩm 29 nguyên lực hoàng sau lại này A Nan, tất cả Bồ Tát ở cõi phần này hoặc hiện tại hay vị lai đều rất rôn rao được những sanh bộ sư chỉ trừ phát đại nguyện vào trong sanh tử để độ quần sanh. Làm sư tử không mang áo giáp, làm những công đức trang nghiêm cho thề nguyện của mình, tuy sanh trong đời an ngũ trược thì hiện đồng loài cho đến thành Phật, không tỏ a tu sanh ở nơi nào đều biết rõ túc mạng. Y của Đức Quang Vô Lượng Thọ muốn độ thoáng tăng cả chúng sanh khắp mười phương thế giới, sanh về cõi cực lạc đã đến niên bàn, đã làm Bồ Tát thì quy chân thành Phật, đã thành Phật rồi trở lại giáo hóa độ thoáng. Triển chuyển công nghị thanh văn Bồ Tát chúng sanh sanh về cõi phần đó đạt đến niên bàn, chứng quá phần số nhiều không thể tính được, trong cõi phần đó chỉ có một pháp không có tăng thêm. Vì sao vậy? Vì như biển lớn là vô ca dòng nước chảy vào biển cả nước, biển này cũng không thêm bớt, cõi Phật A Di Đà bên biển rộng lớn sáng đẹp an lạc hơn cả vô số cõi Phật trong mười phương. Ấy là do sự phát nguyện cầu đạo tích công lụy đến khi con làm Bồ Tát ở
sâu rộng không lường không thể nói hết đường. Phẩm 30 Bồ Tát tu trì lại này A Nan, thiền định trí tuệ thần thông oai đức căn, vì Bồ Tát trong cõi Phật đó đều viên mãn, mật tạng chư Phật rất sâu xa, rốt ráo sanh tỏ điều phục các căn. Thân tâm nhu nhuyễn tâm nhằm chánh huệ không còn dư tâm, thân hành theo lời Phật dạy, hành thân giác chi tu ngũ nhang rõ biết chân đế đà cá tục đế nhục nhãn, thì so đó thiên nhãn thấy thông suốt. Phạm nhãn thấy biết thanh tịnh, huệ nhãn biết rõ chân không, phần nhãn đầy đủ công năng biết rõ phạm tánh, biên tài công trì từ tại vô ngại biết rõ vô biên phương tiện ở thế gian, nói đúng chân để hiểu sâu nghĩa lý cứu độ các hữu tình diện, nói chân pháp vô tưởng vô vi vô phược vô thoát vô phân biệt, xa lìa điên đảo đôi vọng thọ dùng, không có tư tưởng chiếm giữ đi khắp cõi Phật, không ưa không chán, không mong cầu cũng không chăm trưa, cũng không có tưởng oán hận đây kia. Vì sao vậy? Các vị Bồ Tát đối với chúng sanh có tâm đại từ bi, đại lợi ích xa lìa chấp trương, thành tựu vô lượng công đức, dùng chân thần trí thấu rõ càng pháp là như như, biết rõ phương tiện giảng giải về tứ đế không thinh hồng thuyết thế gian, thinh luận thánh pháp biết tất cả pháp đều không tịch. Tâm khi phiền nào chướng và sở trí chướng đều chứng sành, ở trong ba cõi bình đẳng xuyên tu cứu cánh, nhưng thừa đến bờ giải thoát. Quyết dứt lời nghị chứng vô sở đánh, dùng phương tiện trí tăng trường hiểu biến an trụ thần thông được, nhưng thừa vẫn quá không nhờ vào người. Phẩm 31 công đức chân thần trí huệ uyên tâm như biển cả bồ đề cao rộng, như tu di thân sáng chói như nhân nguyện, tâm trong trắng như tuyết sơn, nhẫn nhục như đất bằng bình bình đẳng tất cả thanh tịnh, như nước vừa sạch trần câu hưng hưng, như lửa đốt hết phiền não không chấm trước, như gió không gì chướng ngại pháp âm, như sấm vang cân tỉnh kể chưa giác, mưa pháp cam lộ thâm nhuận chúng sanh, thanh thản như hư không bao dung, tăng cả thanh tịnh như hoa sen lìa xa ô nhiễm, như cây nỉ câu che khắp rộng rãi, như chùy kim cang phá tan tà chấp, như núi tia phi tà ma ngoài đạo không loay chiếm đường. Tâm danh trời khéo giỏi quyết định luận pháp không chán, cầu pháp không mỏi mệt giới như lưu ly, trong ngoài sáng sanh phạm nói điều gì đều làm cho người vui tín phục. Đánh trong pháp làm pháp trang sang huệ nhận phá si ám thuần tịnh ôn hòa tịch định an nhiên, làm đại đạo sư điều phục tử ta dân dân quần sanh xa bỏ ai trước ta hẳn ba đập. Thung dung từ tài nhân duyên nguyện lần phá sanh thiền căn, phá dẹp ma quân tôn
lành tồn bập tham thọ cúng dường hiện hết hoàng hỷ. Mình bào không xa xa thân tương đem để công đức biên tài đầy đủ trang nghiêm không ai sanh được thương được chư Phật khen ngợi Bồ Tát rộn rao cán ba la mận an trụ vào tam ma địa bất sanh bận diệt giáo hóa khắp nơi cán quấy hàng nhi thường. A nan ta này lựa nói chân ta công đức các hàng Bồ Tát ở thế giới cưng là kia tăng cả đều như vậy nếu nói rộng ra trái trăm ngàn vạn kiếp cũng không hết được. Phẩm 30 ai to là không cũng tầm phần bảo di lăng Bồ Tát và thiên nhân công đức tri huệ của thân văn Bồ Tát ở cõi đức Phật vô lượng thọ không thể nói em đưa cõi nước cũng là kia vi diệu an lành. Thanh tình như vậy há còn phương pháp nào hơn niệm Phật cầu sanh tịnh độ tự nhiên thành từ xuân nhâm cũng dường quán kinh tu đà pháp hy vẹn toàn trí huệ sang suốt tâm mà không coi chuyện ý không giải đại ngoài hiện ngang nhàng trong lại tịnh tấn dung cánh trùm cả thai hư đạt đến trung đạo trong ngoài tương ưng tự nhiên nghiêm chỉnh hành động chánh trần tâm tâm khiết tình không tham nhiệm ai chi nguyện cương định không tăng chẳng giảm cầu đạo hòa chánh không bị tà tâm quên đạo tuân lời Phật dạy quyết không trái phạm nếu đã quyết tâm thì phải kiên trì không nghĩ gì khác không lo nghĩ ưu buồn an nhiên vô vi tâm rỗng như không không làm một pháp bình thản không tham dung tròn thanh thiền nguyện giống lòng cầu tiến từ bi ai mẫn lễ nghĩa gồm đủ sự lý viên dung đã đến giải thoát từ thanh bản nhiên hoàn toàn thanh tình chi nguyện vô thượng thân tâm tịch định an lạc hốt nhiên tâm khai đạt lý ngộ điện để thấy được thật tướng ca pháp bản thể vũ trụ quan sanh xen nhau tất cả chỉ là như như biên chuyển vô cùng quân đơn việc thành thân bảo năm rõ vàng vàng sáng sanh hiển lộ tốt đẹp vô cùng không gì sanh được rõ ràng không trên dưới thông suốt không ngăn mé vậy phải hết sức siêng năng tinh tấn tu tập quyết chẳng đưa quang sanh về cõi vô lượng thanh tịnh Phật A Di Đà chấm dừng năm thu đông kinh an đào đàn đào không có vạn sanh há lại không được sao cõi kia không trái lẽ thuận theo tự nhiên bỏ tất cả như không siêng năng niệm phật cầu sanh quyết đến cưng là thọ mạng an lạc không cùng há lại tham đắm thế sự toàn là vô thường sầu khổ can phẩm 33 quyển dù sanh tấn người đời vì sự tranh đua nên sống trong cảnh thô bao khổ cực nhọc thân làm lụng đệ tử cũng cách tôn quý tia tiền nghèo khổ giàu sang lớn nhỏ trai gái phải lao tâm khổ trí suy nghĩ lo toan không nhà lo nhà quyến thuộc tài vật có hoàng
mấy cứ cứ không chịu buông xả màn chúng hết thở không ai tránh khỏi. Nghèo giàu như nhau sao khổ trăm mối thế nên ở đời cha con anh em vợ chồng thân thuộc nên thương kính nhau không nên ghét giận nhau có không nên thông cảm nhau không nên tham tiếc nói năng hòa nhã đừng trong đối nhau. Hề có tranh cãi liền sanh giận dữ thành oán thù nhiều kiếm về sau sự việc ở đời đem nhiều khổ lụy tuy chưa gặp phải phải gặp coi tưởng ngăn trừ con người vì ái dục nên phải sống chết qua lại sao nếu từ chịu khổ vui không ai thay thế được giờ biến hóa theo đó đi thọ sanh không đồng tu họp không hạn kỳ lúc còn cường tráng sao không nỗ lực tu tập đời đến lúc nào người đời không biến biệt được tốt xấu ca không hòa phước thần trí ngu mùi lại theo cánh giáo điều khác liền tìm điên đảo nguồn gốc thường mê mờ không chịu suy xét chẳng tin kinh pháp không biết lo xa say mê dần thờ tham đắm tài sắc trọn chẳng ngừng nghỉ thật đáng thương thay đời trước ngu muội không biết đạo đức không ai chỉ bao đầu có là gì sanh tử luân hồi thiện ác bao ứng đều chẳng tin tưởng cho là không có từ thứ nhìn lại nào cha khóc con khóc cha anh em vợ chồng than khóc lẫn nhau một đời sanh tử tiếng đưa thương tiếc buồn thương trói buộc không sao giải nổi nghĩ nhớ ân sao không ngoài tình dù sao chẳng suy cùng sẽ kỳ chuyến tâm hành đạo khi tuổi già mạng hết không biết làm sao kẻ mê thì nhiều người ngộ đạo rất yếm phần nhiều ôm lòng giết hại án khi tràn đầy làm điều hư dối trái ngược trời đang mắng tình tạo tội khi mạng sống anh đoa vào an đạo không biết ngày ra các người phải nghĩ kỹ xa lìa điều á xin làm việc lành ai dục vinh hoa không thể giữ mãi đều phải ly biệt chẳng có vui gì nên phải siêng năng tình tấn cầu sanh về cõi an là được trí huệ sáng suốt công đừng thù thắng đừng theo tâm tham dục cô phù kinh giới uổng phí đời sau phẩm 34 tâm được mở sáng ngài Di Lặc Bồ Tát bành rằng bành đứng thế tôn lời thế tôn răng dạy rất sâu rất đúng nhờ đức từ bi giải thoát ưu khổ Phật là đấng pháp vương tôn quý siêu việt trong hàng thánh quang minh vô tận trí huệ phong cùng đạo sư khắp cả trời người ngày nay được gặp phần lại được nghe hồng danh vô lượng thọ tâm trí được sáng tỏ rất là vui mừng phần bảo Di Lặc Bồ Tát kính Phật là điều đại thiện niệm Phật quan trọng hơn giúp các hết lưỡi nghi dực hết ai dục lập hết nguồn ai đi khắp ba cõi không bị chướng ngại khai thì chánh đạo độ người chưa độ các ngươi phải biết chúng sanh mười phương nhiều kiếm đến
đường sầu khổ không dứt. Sanh đã là khổ và cũng khổ, bệnh càng khổ hơn trên rất là đau khổ. Hồi thôi bận tình không có gì vui, nên quyết các đức tẩy trừ tâm xấu, nói năng hành động thành tín trong ngoài hợp nhất. Trước từ đồ mình lại ra đồ người, đã lòng cầu nguyện chưa nhóm căn lành, chỉ cần tinh tấn khó nhọc một đời ngắn ngủi, về sao được sanh về cõi vô lượng thọ an vui vô cùng. Vĩnh viễn chứng sanh sanh tử không còn khổ, được nghi ngờ. Như còn chung nghi hoàng sẽ sanh về cung điện thân bao, ở biên địa của nước Cực là chiếu ca tai anh trải qua 500 năm ngày Di Lặc bành phần. Bành Đức Thế Tôn chúng con xin vâng lời Phật dạy, khiêm cần tu học y giáo phụng hành, không dám có lòng nghi ngờ. Phẩm 35 được thế có Phật bảo Di Lặc, các ngươi sanh trong đời này tâm y chánh trực, không làm điều ác đó là có lớn. Vì sao vậy? Mười phương thế giới của chư Phật thiền nhiều ác ít, rất dễ khai hóa, chỉ có thế gian năm ác trường này rất là cực khổ. Ta này thành Phật ở đây để giáo hóa quần sanh bỏ năm điều dữ. Những năm sự thống khổ lìa, năm sự thiếu đốn điều phục tâm ấy, khiến làm năm điều lành phước đứng được thành tựu. Những gì là năm điều thứ nhất, các loài chúng sanh ở thế gian thích làm điều ác mạnh, im yếu chèn ép nhau, tàn sát con hài ăn nuốt lẫn để chịu hậu quả, nên có kẻ cùng khổ cô độc, cắm điểm đuôi ngọng si ám ngông cuồng, là do đời chưa không tin đạo đức, không chịu làm lành. Những hàng con quý hào phú hiền minh, trương gia trí dòng tài cao, là do biết từ ai hiếu thuận tu thiền tinh đức, từ đời trước khi còn sanh tiền đã làm sai trái, sau khi mạng chung vào chốn u minh, chuyện thọ thân hình sao sanh vào các nẻo, nên có địa ngục súng sanh ví như lao ngục. Ở thế gian có cực hình kịch khổ, thần thức tuy tôi đã tạo mà thọ mạng dài ngắn theo nhau trả bao. Tội ác chưa hết lại tiếp tục chịu, tội xoay vần nhiều kiếm không thôi, rất khó giải khổ thống không thể nói hết được. Án đạo tuần hoàn cảm ứng tự nhiên, tuy không bao ứng tức thời, nhưng thiền ác chung quy vẫn phải chịu quả báo. Điều thứ hai, nhân loại thế gian không theo pháp luật hoang dâm, thái quá mặt tình phong tung trên thì không minh, tại vì không chính hàm hại hoang buồn, tổn hại chúng lương tâm miệng khác biệt hữu toan, nhiều bề trong ngoài dối trá dần dội, ngu si muốn lời về mình tham lam
không chán lời hại được thua oán giận thành thù tan nhà mất mạng không xe trước sau giàu có kêu kia không chịu vô thí chất chưa cho đầy nhọc tâm khổ thân đến khi mạng chung không đem đường gì thiện ác hòa phương tùy niệm thọ sanh hoặc sanh vào nơi sung sướng hay vào chốn khổ độc thấy người làm lành lại còn quỷ bán không chịu bắn chưa thường nghĩ trộm cắp rình đòa của người tiêu phá hết rồi lại đi tìm nữa trên đòa vào ba đường a chịu vô lượng khôn xoay vòng nhiều kiếm rất khó ra khỏi đau khổ vô cùng điều thứ ba người đời nương nhau mà sống còn trong đời đất họ mà chẳng đường là bao kẻ bấm lương tâm không chính đến ôm lòng tà ác luôn nghĩ dâm dục phiền não tràn không thái độ tà nghĩ muốn lung hao tổn tài sáng làm điều phi pháp ai cầu xin gì cũng không chấp thuận lại còn tu bè thân đảng gây chiến đánh cơm diệt hại chiếm đoạt bất hiếm chu cấp cho vợ con nó thân hưởng là khiến người chán ghét lo lắng khổ cực tạo nhiều tội ác trên vào tam đồ chịu vô lượng khổ qua lại nhiều kiếp khó được giải thoát khổ đau không xiêm điều thứ với bằng hữu tự cao tự đại cho mình có lý cậy mình ý thế lấn hiếp mọi người mong người kính để không bia vô thẹn ôm lòng kiêu mạn có thể giao hoa nhờ chút phương đức từ đời trước đời này làm ác phương đức mẫn hèn họ mang hết ra đôi vạn lứa thân thể tàn nát tâm thần thông khổ bây giờ nghĩ lại ăn năn thì đã muộn rồi điều thứ năm người đời phóng tung lời biến không chịu làm lành tu sửa thân tâm cha mẹ quyền bảo ngàn trai trong đôi như là oan gia phụ bạc ân nghĩa không chúng bao đền phong tung leo lòng rượu chè xa hoa đằng đòn vương bình chân chúng lệ nghĩa không thể can gián giao tim lùng thân quyến thuộc không chúc ân tình không nhớ ơn cha mẹ không nói nghĩ thầy trò bằng hữu chi lo cho tự thân không được một điều lành không tin phần pháp không tin sanh tử thiền ác muôn hai hiền nhân phá hoại phần pháp vô si mong mùi tự cho thông minh không biết từ đâu sanh đến chết sẽ đi về đâu bấm nhân bấm thuận lại muôn thường thọ thương xót khuyên báo lại không chịu nghe tâm lý cố chấp không chịu thấu hiểu mạng chúng cần kể hôi tiếc đã không tu thiền đến khi nhắm mắt ăn nặng hối hận sao còn kịp nữa trong vũ trụ năm đường phóng minh thiện ác bao ứng hòa phước đành rành thân từ chịu lấy
chương đền cõi chương. Từ sáng vào sáng người A Hòa Mãn, từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào cho tối ai hay biết được, chỉ có Đức Phật biết rõ khai thì chỉ dạy người tuân hành rằng in nên sanh tử không tội ác đạo không dân. Người đời tạo án như thế nên tự nhiên có ba đường ác, chịu vô lượng khổ xoay vần nhiều kiếp, không có hạn kỳ ra khỏi khó được giải thoát, đau đớn không thể nói được. Do vậy nên có ngủ ác, ngủ thông, ngủ thiêu như lò lửa lớn thiêu đốt thân người, nếu tự nhất tâm giữ ý đoan thân chánh niệm ngôn hành tương xứng, chi tâm làm lành không làm phiền ác, thì được độ thoáng đầy độ vương đứng được trường thọ đến đạo Bồ Đề. Đây là năm điều thiền. Phẩm 36 bao lượt khuyên lớn phân bao di lần Bồ Tát, những ngủ an ngủ thông và ngủ thiêu đo chuyện tim cho nhau, nếu phạm tội tất phải bao an đạo hiện đời sẽ bị bệnh hoàn tai ương cầu sống không đường, cầu chết không xong để cho người đời thấy sự chiếu cảm đó, mạng chúng đoa vào ba đường a thông khổ quá lắm, từ bị thiêu đó cùng kinh hoan thu tàn hại lẫn nhau, tạo một tội nhỏ lần thành to lớn. Do tham đắm tài sản không chịu bồ thí, muốn khoái lạc bản thân không chịu phản tỉnh, si am thúc dục tranh lợi về mình, phú quý vinh minh hoa đường thời vừa ý, không chịu nhẫn nhịn không chuyên tu thiền, không bao lâu ý thế theo đó tiêu diệt nghiệp lực an bài báo ứng tự nhiên. Dù có lo lắng hoàng hồ cũng phải vào bản đạo, xưa nay như vậy đau khổ lắm thầy, các ngươi được giáo pháp của chư Phật chỉ dạy, phải suy nghĩ chính chắn tự ghi nhớ kỳ trọn đời, không được biến trễ kính phẩm trong hiền lương thiện từ bi, cầu thoát ba cõi rất sạch không sanh tử lìa hẳn lo sợ thống khổ tam đồ. Thế nào gọi là hành thiền bậc nhân? Phải tự tình tâm chánh thân, tai mắt mũi miệng đều phải đoan chánh thân, tâm thanh tình cùng thiện tương ứng, đừng theo thì dục không phạm điều an. Ngôn sẵn hòa diệu thân hành viên cân hành vi cử chỉ bình tĩnh tự tốn vội vàng, hâm tâm không suy xét chính chắn sẽ hư hỏng hối hận về sau uổng phí môn đời. Phẩm 37 như nghèo đằng của bao cát, ngươi đã trồng nhiều căn lành phải nhẫn nhục tinh tấn, đừng phạm cấm giới tự tâm chuyên nhất thanh tình trai giới, tu một ngày một đêm ở cõi ta mà hơn làm lành ở cõi vô lương thọ cả trăm năm. Tại sao vậy? Cõi nước của Đức Phật đó đều hành thiền thích đứng, không có một chút án tu thiền ở ta bà mười ngày đêm hơn làm lành ngàn năm ở các cõi phần khác. Tại sao vậy? Vì cõi nước Phật ở phương khác thì phương đứng tự nhiên, có không có duyên để làm a chỉ có thế giới ta bà này thiện ít án nhiều toàn là khổ độc chứ
tăng ngần ni. Ta về thương các ngươi nên đã hết lòng chi dạy trao cho kinh pháp về phải nhớ giữ tuân hành tôn ti nam nữ quyến thuộc bằng hữu chi bao lẫn nhau cùng nhau kim điểm hòa thuận đạo nghĩa. Hoan hỷ tự hiếu nếu có sai phạm phải tự hối cải bỏ ác làm lành sáng nghe tối sửa phụng trì kinh giới như người nghèo được của sửa xưa tu nay gột rửa thân tâm. Tự nhiên cảm ơn được như xa nguyện khi phần còn tại thế quốc âm thôn trang đều được hoa độ thiên hạ. Thuận nhật nguyệt trong sáng mưa thuận gió hòa tai dịch không khởi quốc thái dân an. Bình đạo vô dụng nhân đức hưng vượng giữ gìn lệ nghĩa nước không trộm cướp không có oán tàn mạnh không hiếm yếu đều được an lành. Ta thương các ngươi còn hơn cha mẹ thương con ta nay làm phần ở đời này chỉ rõ điều lành dương. Nhưng khó sanh tử được năm điều thiện lên chốn an là vô vi khi ta nhầm niệm bàn kinh điển lần lần diệt mất nhân dân gian trá làm nhiều điều ác ngủ thiêu ngủ thống về đâu sau càng làm ác nhiều thêm nữa. Các người nên khuyên bảo nhau như lời Phật dạy không được tái phạm. Ngài Di Lặc Bồ Tát chấm tay thưa rằng bạch đức Thế Tôn, người đời a khổ như vậy Phật đều từ bi thương xót độ thoát tất cả. Con xin nghe lời ân cần dạy bảo của Thế Tôn không dám sai trái. Phẩm 38 lễ Phật hiện ánh sáng đứng phần bảo tôn giá A Nan, nếu người muốn thấy đức vô lượng thanh tịnh bình đẳng và Can Bồ Tát A La Hán vân vân ở cõi nương đó nên đứng dậy quay mặt về phương tây. Hương mặn trời lạnh cung kinh đánh lễ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy mặn hướng về phương tây chắp tay đánh lễ bạch rằng bạch đức Thế Tôn, con nay nguyện được thấy đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc cung dường sửa vung trọng cá căn lành. Khi vừa đành lễ liền thấy đứng Phật A Di Đà dung nhan uy quy sắc tướng trang nghiêm quang minh rực rỡ cao lớn vừa trên thân cả thế giới. Lại nghe chư Phật Như Lai khắp mười phương thế giới xưng dương tán thán vô lượng công đức vô ngại vô cùng của đức Phật A Di Đà. Tôn giả A Nan bằng phần bằng đức Thế Tôn, cõi phần thanh tịnh kia rất hiếm có, con nguyện mong được sanh về cõi đó. Đức Thế Tôn nói những người được sanh về cõi đó đã từng thân cận vô lượng đức Phật, nhiều thiện căn vương đức. Ngươi muốn sanh về cõi đó thì phải nhất tâm quy mong cầu. Vừa nói lời ấy xong trên tay đứng Phật A Di Đà liền phóng ra vô lượng tia sáng chiếu khắp thế giới. Chư Phật cõi nước chư Phật thấy đều hiện rõ, như rực mắng gió quang minh thanh tịnh thù thắng của đức Phật A Di Đà. Nên ở thế giới này như hắc sơn tuyết sơn kỳ
kim càng thiên vi càng núi lớn nhỏ sông suối rừng cây cung điện của trời người. Tất cả cảnh giới đều sáng rõ như mặt trời mọc chiếu sáng khắp thế gian cho đến địa ngục ngạ quỷ hang hô thay đều sáng rõ đồng bốn màu sắc như thời kiếp thủy tai nữa tràn đầy cả vàng vân chìm ngập. Thăm thẳm mênh mông chỉ toàn là nước quang minh của Phật cũng chiếu khắp như vậy tất cả quang minh của Thánh Văn Bồ Tát đều bị lu mờ bởi ánh hào quang sáng chói rực rỡ của Đức Phật. Hàng cư chúng trong đây Thiên Long Bản Bộ người và phi nhân vân vân đồng thấy các sự trang nghiêm của thế giới cực là Đức Phật A Di Đà ở trên tòa cao hoài đức nguy nguy tương hảo quang mình. Càng hàng thánh văn Bồ Tát cung kính vây quanh như núi Tu Di đứng giữa biển cả thân phao sáng rõ chiếu diệu thanh tịnh bình chánh không có tạp uế và hình loài quái gì. Chỉ có ca thơ báo trang nghiêm thanh hiền chúng ở tôn giả nan và các chúng Bồ Tát vân vân đều rất vui mừng hân hở đánh lễ năm vòng xa các sinh niệm Nam Mô A Di Đà Tam Miếu Tam Phật Đàn. Chư thiên và chúng nhân cho đến loài bò bay xuống đồng đều thấy hào quang ấy, cả những kẻ bệnh khổ được ham bệnh khổ, những kẻ sầu não được giải thoát tay đều có từ tâm làm lành. Vui mừng sung sướng nhân nhà khi như chuông khánh cầm sẵn không hậu không đánh từ rồi chư thiên và nhân dân trong cả cõi phần khá đều đem hoa hương đến giữa không đại xuống cúng dường. Bây giờ thế giới cực là ở phương Tây cách xa cả trăm ngàn vô lượng ứng cõi nương nhờ oai lực của Phật mà thấy rõ như ở trước mắt như được tình thiên nhãn thấy như quảng tam thương đại chúng ở cõi cực là cùng lại như vậy đều thấy được tính cả như lai ở thế từ thị thuật chỗ thấy bây giờ đến phong báo tôn giả nan và từ thị bố tăng rằng các ông có thấy cung điện lầu các ao hồ rừng cây cấm ca vi diệu trang nghiêm ở thế giới cực là không, các ông có thấy chư thiên ở cõi dục cho đến cõi trời sẵn cứu cánh đem hoa hương cũng dường khắp cõi Phật không tôn giả nan bành phần rằng bành đứng thế tôn chúng con nhìn thấy các ông có nghe tiếng lớn của Đức Phật A Di Đà truyền khắp tất cả thế giới để giáo hóa chúng sanh không. Tôn giả nan bành rằng bành đứng thế tôn chúng con có nghe đến phần bảo các ông có thấy chúng tình hành ở cõi cực là mướn nơi cung điện đi khắp mười phương cung dường chư phần mà cũng bị trở ngại không, và thấy họ liên tục niệm và không lại có bành đứng thế tôn như
rằng bằng Đức Thế Tôn, con thấy người thế giới cực lạc ở trong thai như ở trong cung điện cõi già ma thiên, lại thấy chúng sanh ngồi kiếm già ở trong hoa sen tự nhiên hoa xanh. Do nhân duyên gì nhân dân ở cõi đó có hàng thai sanh hàng hóa sanh, phẩm 40 biên địa nghi thành đấng Phật bảo ngài từ thì nếu có chúng sanh do tâm nghi hoặc làm khác công đức nguyện sanh về cực là không rõ phần trí bất tương nghị trí bất khả sinh trí đại thừa quán trí vô đẳng vô luân. Tôi thường thắng trí đối với các kỳ này nghi ngờ không tin, những vì tin tôi phước mà tu tâm hạnh lành nguyện sanh về cực lạc, lại có chúng sanh chữa nhóm thiền căn mong cầu pháp trí vô biến trí vô đẳng trí. Oai đinh quang đại bấm tư nghị trí đối với căn lành không sanh lòng tin ý chí còn do dự đối với sự vạn sanh cõi Phật thanh tịnh không có tình chuyên, nhưng vì liên tục nhớ nghĩ không khỏi kết thành thiền nguyện cũng đưa quang sanh. Do những nhân duyên đó những hàng người này tuy đưa sanh về cực lạc nhưng không thể đến thắng khỏi đứng phần vô lượng thọ đường, chỉ đến biên giới coi phẩm ở trong thành thất bảo thôi, không phải đứng phần muốn như vậy mà về chính họ tạo nên tâm định đó. Vậy ở đó cũng có áo sen thân bao tự nhiên thọ thân ăn uống sung sướng như cõi trời đạo lợi, nhưng ở trong thành đó không thể ra khỏi nhà, ở trên đất không thể tùy ý cao lớn. Ở đó 500 năm không thấy và không nghe được pháp, không thấy thánh chúng Bồ Tát thanh văn trí huệ không sang suốt, biết tin pháp lại ít tâm không mở màng ý không vui vẻ, nên ở đó gọi là thai sanh. Nếu có chúng sanh tin đó phần trí cho đến thân trí đoạn trừ nghi hoàng gieo ca thiện căn làm cá công đường chi tâm hồi hướng nên được hóa sanh ngồi kiếm già trong hoa thân bao quan căn được thân tướng quang minh công đức trí huệ thành tựu đầy đủ như các băng bồ tát. Vậy Di Lặc bồ tát phải biết hạng hóa sanh đó có trí huệ thu thắng hạng thai sanh kia trong 500 năm không thấy tam bào, không biết phép căn của bồ tát không được tu tập không đơn không có nhân duyên cúng dường phật vô lượng thọ. Phải biết hàng người này do đời trước không có trí tuệ sanh tâm nghi hoặc mà ra. Phẩm 40 mô hoàng tăng kiến phật thí như chuyên luận thánh vương có bày ngục bao để giam những vương tứ nào mắc tội, trong đó cũng có lầu ca cung điện màn bao giường bao lan can cửa sổ giường ghế trang sinh quy bao ăn ngủ nghỉ phùng được khắp dưỡng như chuyện luận thánh vương. Nhưng bị trói chân bằng xích vàng các tiểu vương tử này có thích ở nơi ấy không? Ngài từ thì Bồ Tát Bánh Phật Bánh Đức Thế Tôn dĩ nhiên không vui thích khi họ bị giam cầm không được tự do, chỉ muốn tìm đủ mọi cách
cách để được ra khỏi ngục, lại cầu mọi thế lực cẩn thận giúp xin, nhưng cũng không toại. Bao giờ chuyện luân thanh vương bằng lòng mới được giải thoát này, Di Lạc Tha chúng sanh này cũng lại như vậy. Vì có tâm nghi hoàng phần trí cho đến quảng đại trí, đối với thiện căn thiếu lòng tin sâu, cho nghe danh yêu Phật mà phát tâm tin thôi, thì sanh về coi cực là ở trong hoa sen, nhưng không được ra khỏi hoa thai, trong đó cũng đủ vườn tựa cung điện. Tại sao vậy? Trong hoa thai đó thanh tịnh không có uế ác, nhưng trong 500 năm không thấy tam bảo, không được cúng dường phụng sự chư Phật, xa lìa tân ca thiện căn thù thắng, do nỗi khổ đó nên không vui thích. Nếu như những chúng sanh này biết được tội đời trước hết, lòng ăn năn từ trách cầu được ra khỏi thai hoa, khi đã hết nghiêm rồi mới được ra khỏi thẳng đến chỗ của Đức Phật vô lượng thọ. Nghe được kinh pháp lâu sau cũng được dài ngộ hoan hỷ, cũng được đi khắp cúng dường vô số vô lượng chư Phật, tu tập các công đức này. A Dật Đa phải biết rằng tâm nghi hoàn tổn hại rất lớn, mất lợi ích lớn. Đối với Bồ Tát nên phải tin tưởng minh bạch vô thượng trí huệ của Phật. Ngài từ thì Bồ Tát bánh Phật bánh Đức Thế Tôn, tại sao có một hàng chúng sanh ở thế giới này tuy cũng tu thiền mà không cầu vãng sanh? Này từ thì những chúng sanh này trí tuệ cạn cờ phân biệt Tây Phương không bằng cõi trời, do vậy không thân cầu sanh về cõi cực lạc. Ngài từ thì bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh này luôn vui phân biệt không cầu sanh về cõi Phật, làm sao thoát khỏi luân hồi? Đức Phật nói các chúng sanh này có nhiều căn lành, nhưng không bỏ tâm phân biệt vọng tưởng, không cầu Phật huệ tham đắm phương bao vui thú thế gian. Tuy cũng làm phước nhưng chỉ cầu quả bao nhân thiên, tuy được quả báo đầy đủ phong tục nhưng chưa ra khỏi ngục tù tam giới. Nhà sư cha mẹ vợ con nam nữ quyến thuộc mà không dứt bỏ dục tướng tà kiến vọng chấp, thì luôn ở trong vòng luân hồi không được tự tại an. Người ngu si đó không gieo căn lành, chỉ dùng thế để biện thông, thì tăng thêm tà kiến làm sao ra khỏi đại nạn sanh tư được. Lại có chúng sanh tuy có gieo căn lành tạo phương lớn, nhưng vẫn giữ tâm phân biệt tình chăm sau nặng, cũng cầu thoát luân hồi nhưng không thoát đường. Nếu đêm cai trí huệ vô tướng mà làm thân tâm thanh tịnh xa lìa tâm phân biệt, cầu sanh về tình độ cho đến qua Bồ Đề, quyết được sanh về cõi Phật vĩnh viễn giải thoát. Phẩm 42 Bồ Tát vãng sanh. Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hiện nay có bao nhiêu cả bậc bậc thôi Bồ Tát ở cõi Ta Bà này, và các cõi Phật ca đưa sanh về nước Cực Lạc. Này Di Lặc, ở thế giới Ta Bà này có 720 ứng Bồ Tát
nhiều công đức đã sanh về từng làm các bậc Bồ Tát sơ phát tâm. Tu tam công đức đã được vãng sanh số lượng không thể tính được, không những các bậc Bồ Tát ở cõi này được vãng sanh về cực lạc mà các cõi Phật ca cũng lại như vậy. Cõi nữa của đức Phật Viễn Chiếu có 18 câu chỉ na do tha đại Bồ Tát sanh về cõi cực là cõi nữa đức Phật Bảo Tàng ở phương đông bắc có 90 ưng bân thôi Bồ Tát sanh về cõi cực làng càng bằng bắn thôi Bồ Tát ở những cõi nước đứng Phật vô lượng âm đứng Phật quang minh đứng Phật long thiên đứng Phật thắng lực đứng Phật sư tử đức Phật ly trần đứng Phật đức thủ đức Phật nhân vương đứng Phật hoa tràn đà vạn sanh số lượng 10 trăm ứng hòa trăm ngàn ứng cho đến vàng ứng về đứng Phật thứ 12 hiểu là vô thượng hoa có vô số chung Bồ Tát ở cõi Phật đó đều ở bằng bằng thôi chuyện đã sanh về cõi cực là các vị ấy có trí tuệ dòng mạnh từng cúng dường vô lượng chưa phần rất mừng tình tăng thẳng đến những thừa trong bài ngày đêm kiên cố tu tập như pháp bằng cả trăm ngàn ứng kiếp tu tập đừng phần thứ 13 hiểu là vô ý có 790 ứng đại Bồ Tát ca vì Bồ Tát khắp và chúng tỳ kheo vân vân sanh về cõi cực là không đếm kể đường danh hiệu của chư Phật trong 10 phương thế giới và chúng Bồ Tát đã vãng sanh chỉ nói tên thôi mãn kiếp cũng không hình phẩm 43 chẳng phải là tiểu thừa này từ thì ông thấy các bậc Bồ Tát mà ta kia được nhiều lời ích như vậy nếu có trai lành gái tín nào được nghe danh hiệu đức Phật A Di Đà sanh tâm vui mừng hơn ở chừng một niềm quý chim lệ như thuyết tu hành phải biết người này được lợi ích rất lớn được nhiều công đức như đã nói ở trên tâm công từ ti cũng công công cao thành tựu thiền căn được thêm tăng trưởng phải biết người này không phải tiểu thừa pháp của ta được gọi là đệ tử bất nhân cho nên ta bảo ông rằng những thiên nhân ngã tu la ở thế gian này nên phải hơn hở tin thích tu tầm sanh tâm hiểu nên lấy kinh này làm thầy hướng dẫn để cho vô lượng chúng sanh mau đường và bất bất thôi truyền thấy đưa coi cực là rộng lớn trang nghiêm nhiệm thọ thổ thân viên mang công đức hơn cả nên phải tin tăng vân dự pháp môn này cầu được vãng sanh công nên sanh tâm thôi thân hư nguy dù có bao hàm lửa lớn cũng không được nghi ngờ hối ân tại sao vậy vô lượng vô pháp môn vì diệu này không có tâm sai trái có nhiều vì Bồ Tát muốn nghe kinh này mà còn không được nên các ngươi phải cầu giữ pháp môn này
diệt ẩn. Nếu có chúng sanh nào đã trồng căn lành, đã từng cung dương vô lượng chư Phật, nhờ vào oai lực của Phật vô lượng thọ gia bì, mới gặp được kinh pháp này, giờ nhìn thọ trì sẽ được quang đại nhân thiên tri. Ở trong kinh pháp đó hiểu rõ căn kè, sẽ được nhiều hoan hỷ, nên lưu truyền cho mọi người tin theo tu tập các thiền nam tín nữ đối với pháp này. Nếu đã cầu hiện cầu hay sẽ cầu vãng sanh, đều được nhiều lợi ích, các con nên phải kiên định chắc chắn trong cả căn lành, nên luôn luôn tu tập không được ngừng nghỉ. Nghi ngờ chẳng vào các cõi trong bao thân tửu lao ngục. Này A Dân Đa, những hàng đại oai đức này thượng từ nơi các pháp đại thừa mà được lên, đối với pháp này không chịu lòng nghe, có đến một vị Bồ Tát thôi chuyện bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có chúng sanh nào đối với kinh này việc chép cung dường thọ trì đồng tụng trong chút thời gian, vì người diễn nói khuyên họ lòng nghe, không sanh ưu não cho đến ngày đêm suy nghĩ cõi cực lạc và công đức của Phật A Di Đà. Đối với đạo vô thượng tròn không thôi chuyện nhà sư, ba ngàn thế giới tràn ngầm lửa lớn, người đó kia mạng chúng cũng có thể vừa khỏi sanh vào cõi nước cực lạc. Bởi người ấy đời quá khứ đã từng gặp Phật và được thọ ký Bồ Đề Tăng cá Như Lai đồng tang tháng, vì thế nên phải chuyên tâm tin thọ trì tụng diễn thuyết tu hành. Phẩm 45 chỉ lưu lại một kinh này, ta nay vì chúng sanh mà nói kinh này, kiên thấy được Phật vô lượng thọ và cảnh giới trang nghiêm ở cõi cực lạc. Hễ có tâm nguyện cầu được như ý, chớ để sau khi ta diệt lộ rồi sanh lòng nghi hoang, đời tương lai khi kinh pháp diệt tận, ta đem lòng từ bi thương xót, đặng việc lưu kinh này lại trong 100 năm. Chúng sanh nào gặp được kinh này tùy ý nguyện cầu, đều đường độ thoáng Như Lai. Ra đời rất khó gặp khó thấy, kinh pháp của Phật khó được khó nghe, gặp thiền tri thức nghe pháp tu hành cũng đã là khó. Nếu nghe kinh này tin thân thọ trì là điều khó, trong khó không gì khó hơn. Nếu có chúng sanh được nghe lời Phật từ thâm thanh, tình hân hở vui mừng. Hoàng Rau Tông dừng đứng hay mắng rơi lệ là do đời trước từng làm phần sự, không phải là người vi phạm. Nếu nghe danh hiệu Phật tâm sanh hồ nghi, đối với kinh Phật đều không tin tưởng, đó là từ án đạo sanh ra, túc hương chưa dứt chưa được độ thoát, nên có tâm hồ nghi không chịu tin tưởng. Phẩm 46 cần tu kiên trì này, Di Lặc Bồ Tát pháp của chư Phật Như Lai vô thường đủ thập lực vô ý, thầm thâm vô ngại vô trước pháp ba la mật của Bồ Tát cũng không dễ gặp. Nói pháp này cho người cũng khó khai, thì người không có lòng tin sao vững chắc, cũng khó gặp được kinh pháp này. Ta nay
Phật Sư Tăng. Này đem giao phó cho các ông càng ông phải cẩn thận thù hồ làm lợi ích cho các hữu tình chìm đắm trong đêm dài chớ để cho chúng đoa là trong ngủ thu chiều ca khổ anh nên xin tu hành thuận theo gia pháp. Như vậy những tâm cầu tình độ giá sự lửa cháy khắp ba ngàn nhờ oai đức Phật tất siêu việt quyết định vãng sanh coi cực là biển trí huệ Như Lai sau rồng chỉ Phật cùng Phật mới biết đường thành văn ứng kiếm suy trí Phật bằng hán sinh cũng không thể đức Như Lai Phật từ biết chỉ có Thế Tôn mới khai thì thân người khó được Phật khó gặp tin huệ nghe pháp khó trong kho nếu các hữu tình sắm thành Phật hành hơn phổ hiện lên bờ giang ơi những kẻ học rộng trí cả nên tin lời như thật của ta diệu pháp này may phước được nghe nên vui mừng hãy chuyên niệm Phật thọ trì quyết khoảng biến sanh tứ Phật gọi người này thật bản lành phẩm 48 nghe kinh được lời ích khi đừng Thế Tôn nói kinh này rồi có một vạn hai ngàn lá do tha chúng sanh xa lìa trần cầu được pháp nhãn thanh tịnh 20 ứng chúng sanh chứng quả na hàm 6.800 tỳ kheo lầu tận tâm được giải thoát 40 ứng bồ tát được bất thôi chuyển dùng không đến hoàn thể mà từ trang nghiêm quá vô thượng bồ đề 25 ức chúng sanh được bất thôi nhận 4 vạn ứng na do tha 100.000 chúng sanh chưa từng phá nguyện thành Phật này mới phá tâm gieo ca căn lành nguyện sanh về cực lạc thay bằng A Di Đà đều sẽ vãng sanh về cõi tịnh độ của Phật vô lượng thọ thay đều thứ lâm thành Phật khắp các phương cùng một danh hiệu là diệu âm Như Lai lại có tam vạn cầu chi na do tha hữu tình ở mười phương coi vong hoàng hiền vạn sanh hoàng sẽ vạn sanh thay Phật A Di Đà được thọ kỷ pháp nhân thành vô thương bồ đề can hữu tình này có túc nguyện nhân duyên với đức Phật A Di Đà
giờ đại thiên thế giới chân đồng sao cách và hiện cán hi hữu thần biến quang minh sáng chói chiêu thầm mười phương lại có chư thiên giữa hư không táo âm nhãn vi diệu cho đến chư thiên sáng giới cũng nghe và khen chư từng có vô lượng dày đều rất vui mừng tin thọ phụng hành phật nói kinh đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác bồ lời từ sáng bấn gì không không bấn gì sáng sáng tấn thì không không tấn thì sáng thọ tương hành thân nhiều phùng như thì xa lời tử thì chữ pháp không ai tướng bất sanh bằng diệu bấn có bấn tình bấn tăng bấn giảm thì có không trung vô sáng vô thọ tương hành thân vô nhãn nhị tỷ thiệt thân ý vô sáng thanh hương vị pháp vô nhãn giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tăng này chi vô lao tư diệt vô lao tư tăng vô khổ tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng di vô sở đăng vô bồ đề tăng đoái bán nhã ba la mật đa vô tâm vô quay ngài vô quay ngài vô vô hữu cũng vô biển ly điên đao mong thân cơ thanh niên bằng tam thế chư phật y ban nhã ba la mật đa cố đắc đắc a nậu đa la tam miêu tam bồ đề cố trì bằng nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chung thì vô đăng đăng chú năng trừ những thế khổ chân thiệt bấn hư cô thuyên ban nhã
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Kinh lạy Phật Di Đà. Kinh lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kinh lạy Phật Di Đà, kinh lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kinh lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kinh lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung nguyện về tịnh độ. Kinh lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kinh lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang nghiêm độ. Kinh lạy Phật Di Đà, con nay xin
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phá nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, trong viên thành toàn giác. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng luân chuyển sao đường khổ không nói được. Nay gặp tri thức được nghe danh hiệu bản nguyện công đức Ngài Phật nguyện vãng sanh, nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ đệ tử chúng con. Chưa biết Phật thân tướng tốt quang minh, nguyện Phật thì hiện cho con được thấy lại thấy tướng màu và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm vẻ đẹp quang minh sinh đều thấy rõ. Con nguyện lắm chúng không chướng ngại A Di Đà đến rước từ xa. Đại trao đỡ gót trong một sát na lìa ngũ trường. Khoảng tay co dội đến liên trì, khi hoa sen nở thấy từ tôn. Nghe tiếng pháp sau lòng sáng tỏ, nghe xong liền ngộ vô sanh nhân. Không trời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện lợi quần sanh. Hay lấy trần lao làm phận sự, con nguyện như thế phận chứng tri. Kết cuộc về sau được thành tựu niệm Phật, lại Phật công đức thu thân thành. Tông vang vô lượng quang phân sáng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phố nguyện tội chướng tấn tiêu trừ. Thế thế thường hành
Thống lý đại chúng
nguyện đem công đức này